Được chưa? Nó suốt ngày nó trà sữa, bánh tráng trộn. À, lúc nó ở bên chỗ của em á, nó nặng ký lắm, giờ nó nhẹ rồi, nó ốm xuống 7 ký rồi. Nó qua ngân hàng nó làm. Việc bên ngân hàng thì nhẹ hơn, ổn định hơn. Có tính quay lại nghề cũ không Xuyên? Em quay về đó em dạy. Chắc em quay về đó em dạy. Mà lương hồi đó cao không? Lương 10 triệu. Tháng 10 triệu hả? Té là trời. Cái lần em đứng bên đó là nó cản cái tay chị á. Tưởng Phong thấy mày chưa về anh chạy qua nó kiếm mày chứ. Đúng rồi, tự động nó sẽ tan từ từ, không sao hết. Đừng có ở nhà mà thấy vậy rồi muốn làm gì làm chết luôn rồi nha, không có bôi không có lắp gì hết trơn á, từ từ nó tự lên, tự động nó tan ra nó hết à. Mấy em mà còn làm ngày mai nữa mới nghỉ mà phải không? Chị Ngọc là bằng tuổi chị á Xuyên. Ủa, tính ra giáp cũng giỏi ha. Sinh năm 95 mà nay lên làm quản lý gì giỏi vậy? Chín chín là tuổi con mèo á hả? Có nhiều đứa nó đâu học đại học đâu mà nó đi làm sớm hả? Nó đi làm sớm rồi có kinh nghiệm mà lên làm chứ gì. Chị Ngọc là bằng tuổi chị á, sinh năm 92, cũng quê miền Tây. Ngọc hình như là Đồng Tháp hay sao đó, đúng không? Này không biết nữa. Em có hay về quê không? Cũng hay về quê. Tại Vinh có cái bánh tét gì đó, trà cuôn hả? Thích trà cuôn. Hồi đó ở ông quản lý nhà trọ ngày xưa, ông cũng quê ở Trà Vinh. Ông mỗi lần ông về ông đem bánh tét lên cho ngon lắm. Mà bánh tét là ở nhà ông đặt người ta gói chứ không phải là bánh tét mua kiểu du lịch nha. Nên là bánh tét ngon lắm. Mong bao giờ em đụng cái bánh tét trà cuôn. Sao vậy? Ngán hả? Bự quá ngán đúng không? Em ăn bánh tét bà nội nó nói là ở dưới nó có cái bánh tét cốm nữa hay gì á, phải không? Bánh tét làm bằng cốm á, bánh cốm á. Đúng rồi. Đúng không? Tại em kén ăn. Chị thì chưa có ăn nó bao giờ. Còn Giáp là quê đó luôn hả Giáp? Không, em ở Tàu. Ừ, nghe giọng giống đúng người Quảng Tàu thiệt. Nhưng mà gốc là ở đâu? Dạ, ngoài Bắc, Thanh Hóa. Để trong này như là cũng chả biết đó là ngoài là cái gì là bên sao nữa. Chưa về quán này bao giờ hả? Dạ, nhà em di cư mà hết rồi, nên ngoài nhưng mà ở ngoài đó là không còn nhà thờ, nhà tổ mà ở ngoài hết trơn hả? Không.
Kinh tế mới hết đi hết luôn rồi vậy. Tới chưa em? Đây nha. Còn trán nữa thôi đó. Lên tới trán rồi còn gì nữa à. Thật nghĩ giá rau không? Đây hãy nằm tưởng tượng tới cái ngày mà giá nó cho ăn gà. Nhiều lắm. Em ở Vũng Tàu nhưng mà gần biển không chứ? Dạ không, em ở huyện. Em ở chỗ Hồ Cốc, Hồ Tràm. Còn tụi em ra thành phố gần 60 cây. Nhưng mà Hồ Cốc, Hồ Tràm cũng có biển mà. Đúng không? Bởi vì những nơi khác người ta biết tới Vũng Tàu là chỉ là chỉ biết cái biển Vũng Tàu thôi chứ anh không biết những nơi khác. Ôi trời ơi, nghĩ sao vậy? Chị là hướng đi du lịch ngày xưa đó nha. Cùng nghề chị Ngọc cũ á nha. Ngày xưa chị Ngọc cũng là cái nhân lịch đó. Đang nằm trên này về dưới đó mua đất. Giờ casino thì sọt đi xin công. Đúng rồi. Giờ ở dưới phát triển quá trời mà. Nhà nhỏ bạn chị ở Nhân Trạch á, đi Vũng Tàu gần lắm. Hồi đó hay đi chơi ra đó chơi lắm. Nhân Trạch Đồng Nai á. Rồi đó đi đường. Cái chỗ suối nước nóng cái gì Châu á. À. Đi đường đó. Gà đó ai dám tắm chị cũng dám tắm nè. Thấy mấy con cuốn chiếu nó bự quá sợ quá. Mạng cuốn chiếu ở ngoài đó mắc cười lắm em. Không biết ở quê em có không. Nó đủ màu hết trơn. Xanh, đỏ, tím, vàng gì đầy đủ hết. Tìm theo vùng. Chứ trong cái nước nóng Bình Châu đó. Ủa nó bò mà chị nhìn chị sợ luôn á. Cuốn chiếu tao không có. Ủa nhìn mà mình muốn xỉu hồn luôn ta đấy. Ai mà vô resort này mà nghỉ dưỡng chắc cũng thư dữ. Gan lắm. Ý da bay miếng bông. Ở đây nó hai con á thí. Con này như thế này. Một chị mới một bé thôi. Chị hai đứa. Đứa trai đứa gái. Đứa gái lớn. Nãy giờ không nghe tiếng nó phải không? Nghe tiếng nhỏ không gì? Thằng nhóc nhỏ nó nói chuyện suốt ngày à. Nó mới ngừng. Nhưng mà đi học thì lại không nói gì hết. Mấy bà sơ tưởng nó hiền lắm. Mấy bà sơ nói sao thằng này nó hiền dữ. Chị cũng gửi sơ à? Ừ, đi học sơ. Trường sơ ngay đây nè. Trường sơ gần đây nè. Khu này là khu xóm đạo mà giáp. Xóm mới đó. Ờ, xóm đạo mà. Ngay đây là xóm đạo mà. Trường học ở đây toàn là trường sơ không mà. Thả lỏng giùm chị xíu nha. Thả lỏng ra. Đừng có nhăn. Lẽ em có về quê không? Không, suy nó có về không? Dạ, tính về là về luôn đấy. À.
né nó mà không né được nữa. Tới giờ rồi hả? Ừ.